Kính thưa quý vị, dân Ấn Độ đạp xe đạp trong thành phố chống lệnh cấm của chính quyền địa phương, tin từ West Bengal, Ấn Độ. Người đi xe đạp Ấn Độ tại thành phố Kolkata gia tăng vào cuối tuần qua nhằm thách thức lệnh cấm cảnh sát đi xe đạp trên 38 tuyến đường chính trong thành phố. Hàng chục người đi xe đạp tập trung vào buổi sáng sớm bắt đầu đạp xe để phản đối lệnh cấm và thúc đẩy những thông tin về lợi ích của đi xe đạp đối với môi trường. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ trích dẫn lời của các quan chức cảnh sát giao thông cho biết, các biện pháp được đưa ra để bảo đảm giao thông không bị tắc nghẽn và xe đạp đang trở thành phương tiện dễ dàng và gọn nhẹ, bị các phần tử khủng bố đối lập mang bom tấn công. Kolkata không giống như nhiều thành phố khác, không có làn đường riêng cho xe đạp. Gautam Shroff, một thành viên của một tổ chức phi lợi nhuận, là một trong những người tham gia trong các cuộc biểu tình cho biết, ông cùng một nhóm người đi xe đạp đến đây để phản đối lệnh cấm xe đạp trên 174 tuyến đường của Calcutta. Nhóm ông muốn đưa ra thông điệp xanh cho môi trường và khẳng định xe đạp còn có thể sử dụng như một phương tiện không gây ô nhiễm môi trường và xe đạp không chỉ dành riêng cho những người chơi môn thể thao này. Một cư dân khác tham gia vào các cuộc biểu tình, Sen Ziprat, cho biết nhân viên giao hàng, người sử dụng xe đạp là một trong những người sẽ bị thiệt thòi nhất từ khi ban hành lệnh cấm. Ông cho biết hầu hết các nhân viên giao hàng đều tham gia vào cuộc biểu tình vì sau khi lệnh cấm được đưa ra, hầu hết các dịch vụ như phân phối báo, giao sữa uống, dịch vụ chuyển phát thanh và giao hàng ăn trưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kolkata là thành phố đô thị duy nhất ở Ấn Độ, nơi những người sử dụng xe đạp như một phương tiện di chuyển đông hơn xe hơi.